Dạ rồi, con chào cô nha. Dạ vâng, cô cho con xin phép được hỏi cô tên là gì và đến từ đâu? Tôi tên là Quỳnh Kim Dung. Dạ. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Hôm nay cô về đây nhờ tất cả các anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp cô vụ việc gì? Nhờ các đội hiệp sĩ giúp tôi kiếm được đứa em gái Út. Em gái ha? Dạ. Dạ, em gái của cô tên gì ạ? Tên Quỳnh Ngọc Nga. Nhiêu tuổi rồi cô? 53 tuổi. 53 tuổi ạ. Dạ. Em gái bỏ đi ngày nào cô? Ngày 4 tháng 4. Ngày 4 tháng 4 mà hiện tại bây giờ đã là ngày 11 tháng 7 rồi. Dạ. Vậy là 3 tháng rồi. Dạ. Em gái của cô có được bình thường không? Nó bị tâm thần. Ồ, bị dạ. Tâm thần ạ. Dạ. Bị lâu chưa cô ha? Nó bị lúc 15 tuổi tới giờ. Bị cái đấy là bị nguyên nhân sao mà lại bị như vậy cô? Hai đứa sinh đôi à. Người chị nó mất rồi là nó đã bị vậy luôn cho tới bây giờ. Tức là tới 15 tuổi mới bị. Dạ đúng. Vậy là chắc là gặp phải cú sốc đó cô ha. Cũng như là hai đứa chị em sinh đôi. Dạ. Hằng ngày ăn chung ở chung. Sốc. Rồi chị nó mất rồi nó đâm ra nó bị như vậy luôn cho tới bây giờ. Rất thương. Nhà cô đông anh chị em không? Nhà tôi tới 7 anh chị em. 7 anh chị em ha. Chết hết rồi. Ồ, vậy giờ còn mỗi cô với lại cô bỏ đi đây ạ? Không, tôi còn 4 đứa. Còn một thằng em kế nó cũng khờ. Dạ. Không có gia đình. Dạ. Với một đứa em gái tỉnh táo có chồng. Dạ. Còn đây là đứa em Út. Cô hiện tại cô năm nay bao tuổi rồi cô? Tôi 58 tuổi. Cô 58 ha. Dạ. Dạ. Còn em của cô đấy là bình thường thì có hay có biểu hiện gì lạ lạ không? Dạ không, nó rất là hiền. Hiền ha. Dạ. Có tự xúc ăn được không? Tự ăn, tự tắm, tự giặt. Có biết không? Có... Dạ biết. À là tức là vẫn nhận thức được, vẫn biết đúng không? Dạ đúng rồi. Còn những lúc lên cơn thì sao cô? Có hay lên cơn không ha? Lên cơn thì nó cứ ngồi nó nói chuyện giống như nó đang nói với chị nó vậy thôi. Nó kêu tên chị nó rồi hai chị em kêu nói tên chuyện. Cái chị là cái cô đã mất rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ra là cứ mỗi lúc lên cơn là cứ vậy thôi. Cứ ngồi nói với chị nó như tội hai chị em đang nói chuyện vậy thôi. Quá tội luôn. Không quậy phá, không chửi bới gì ai hết. Tới giờ ăn thì cho ăn. Chiều tới giờ tắm thì kêu đi tắm. Tự tắm được. Dạ, cô tự tắm được ha. Được, tự tắm tự giặt. Gọi là sinh hoạt thì nếu mà bình thường thì vẫn sinh hoạt bình thường. Dạ đúng. Còn rồi. Trừ khi lúc nào mà bị lên cơn ha cô ha. Cô lên cơn là cô ngồi cô nói chuyện một mình với lại cái người chị đã mất. Dạ đúng rồi. Chỉ vậy thôi. Ôi, chứ không có phá làng phá sớm gì. Vậy là chứng tỏ là cái tình cảm của cô này dành cho cái chị đã mất rất là thấm thiết và sâu đậm luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không ạ? Dạ. Cũng chính vì cái điều đó mà dẫn tới cú sốc là trở nên bị tâm thần. Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước cái lúc mà cô chưa bỏ đi á thì gia đình nhà mình có cách có phương hướng điều trị gì không? Dạ em hàng ngày á thì hàng tháng tôi đi lãnh thuốc cho em nó. Lãnh tháng mà mình không đưa đến bệnh viện điều trị không? Dạ không ạ. Sao thế cô? Thì tại vì đi khám á thì bác sĩ nói là em còn đủ nhận thức. À. Thành ra cứ đem về nhà rồi điều hàng tháng tại lên. Nhà. Dạ đúng rồi. Đúng không ạ? Dạ. Và lần này thì khi mà em của cô đi á thì có đem theo cái gì không cô ha? Dạ không. Không vậy đúng không ạ? Dạ. Không đem theo gì hết. Có dấu hiệu gì để dễ nhận biết không? Lúc trước thì cái áo khoác của nó có số điện thoại mà tôi sơn ở trên cái áo khoác. Nhưng mà bây giờ thì theo tôi nghĩ là nó mất cái áo khoác đó rồi. Thành ra không ai liên lạc được với tôi. À, tức bao là... giờ cái áo khoác cũng có số điện thoại của tôi nằm ở trên đó. Tức là cô đánh dấu lên để cho tất cả mọi người dễ nhận biết đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đánh dấu cách đó cũng hiệu quả nhưng mà không có hiệu quả lắm. Thay vì mình đánh dấu lên trên áo ấy thì gia đình nhà mình có thể nhờ thợ xăm lên trên cánh tay á cô. Dạ. Xăm ví dụ xăm tên của cô đấy là gì? Và thăm số điện thoại vào. Yeah. Và xăm theo dòng chữ là em nó bị tâm thần chẳng hạn vậy để cho bởi vì khi đã xăm lên cánh tay rồi á là không bao giờ mất được. Yeah, và không rồi. Bao giờ xóa được. Và khi mà có đi lạc ra bên ngoài á thì có cô chú anh chị hoặc ông bà cô bác nào có thấy có phát hiện thì họ sẽ trực tiếp liên lạc về với gia đình nhà mình thì cách đó thì dễ hơn. Nhưng mà
bản thân tôi không suy nghĩ được vậy chứ. Dạ, thì cái này là con góp ý thôi. Dạ. Ví dụ cái trường hợp lần này, nếu cô nhà mình mà có về á, dạ, thì gia đình nhà mình đưa cô đi xong. Dạ. Xong tên của cô, số điện thoại của cô. Số điện thoại là số điện thoại của gia đình nhà mình á. Dạ. Đó, để cho mọi người ví dụ trường hợp con cô nhà mình có đi lạc nữa. Dạ. Em của cô có đi lạc nữa thì để mọi người, người ta biết, người ta chú ý, người ta sẽ trực tiếp liên hệ về. Còn giờ vấn đề mà mình ghi trên cái áo khoác nó cũng có công dụng nhưng mà chưa được tối đa. Dạ đúng. Bởi vì cái áo khoác đó khi mà em của cô giục bỏ cái là mất rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không ạ? Dạ. Cô cũng suy nghĩ ra cái đấy là cô cũng hay nhưng mà nó chưa được hiệu quả mấy thôi ha. Dạ. Cô sợ nhất là em của cô trong quá trình 3 tháng qua đi ngoài đời, ngoài đường gặp phải điều gì? Ờ, nó đói khổ chưa? Dạ. Sợ mưa gió lạnh lẽo lắm chú. Rất thương. Nó không nuôi được bản thân chú. Thương quá. Tại vì em nó cũng đi nhiều lần. Dạ. Tôi đi kiếm được nhưng khi nhìn thấy nó là nó nằm mê bớt ở giữa đường mà nó đói lắm chú. Nó dơ dãi lắm chú. Nhưng mà trong vòng chỉ có vài ngày thôi mà nó đã như vậy rồi. Uống chi là 3 tháng trời. Vậy là trước kia rất nhiều lần cô bỏ đi rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy cao lắm là một tuần lễ là tôi hay. Những lần đấy bỏ đi là từ đều xuất phát là từ nhà tự đi đúng không cô? Dạ. Thì nó hay đi chơi lắm chú. Nó cứ cắm đầu nó đi vậy, nó không có định hướng được là ở đâu. Nhưng mà nhờ cái số điện thoại ở trong cái áo á, là người ta điện, người ta nói là cô Dung ơi, tôi thấy cái cô này đang ngồi ở đây, có số điện thoại, cô là gì? Tôi nói tôi là chị. Thì tôi nhờ cái người điện đó giữ giùm. Yeah. Trong thời gian đó tôi ở nhà tôi chạy ra, thì tôi dẫn em tôi về. Đã nhiều lần như vậy rồi. Rất nhiều lần rồi, và dạ, mỗi lần em và cô đi và khi mà cô tìm được thì nhìn thấy thì đều rất ruột rất gan. Dạ đúng rồi chú, quần áo tả tơi hết, nó đói nữa chú ơi. Mà kỳ này nó lâu quá. Nên... Dạ lại chồng tôi mới mất nữa. Ồ. Chồng tôi mất thì mới được có 2 tháng thôi. Ông xã cô bị sao mất cô? Cũng gì không có tiền, nghèo. Oh. Mà không có tiền trị bệnh. Bệnh gì ạ? Chồng tôi bị xơ gan, rồi bị huyết áp cao, té gãy 3 sườn. Cô được mấy người con? Dạ 3. Các anh chị đã trưởng thành chưa? Đã có nghề nghiệp lập gia đình chưa? Dạ không, đứa nào có gia đình á. Vậy đang chắc đang ít tuổi hay sao cô? Dạ không, thằng con lớn của tôi hôm nay nó 39 tuổi rồi chú. Ừ, sao không có gia đình? Cha mẹ nghèo quá, nhà thuê, nhà mướn chú. Mình là dân gốc Sài Gòn luôn hay sao cô? Dạ, tôi là gốc Sài Gòn. Gốc Sài Gòn mình không có nhà, cửa đất đai gì hả? Hồi xưa tôi có nhà chú, nhưng mà tôi bệnh nhiều lắm. Bán thật sự trong người của tôi tới 7 cái bệnh lận. Ừ. Tôi phải sống nhờ thuốc, nếu không có thuốc thì ngày đó tôi không chịu được. Cô là năm nay 58. Đúng ạ, thật sự cô tuổi 58 nhưng mà con nói thật là cô nhìn già đi hơn trước tuổi đấy. Dạ đúng rồi. Đúng không ạ? Tại tôi bệnh nhiều lắm chú ạ. Tôi phải sống nhờ thuốc đó chú. Cô bây giờ hiện tại đang bệnh tật rất là nhiều và bây giờ lại thêm một cái suy nghĩ và cái lo lắng lo âu về về người em nữa. Đúng rồi. Em rất thương ha. Và cô không biết được rằng những ngày qua 3 tháng trời em gái của mình ở đâu làm gì, có được ăn no hay không, và đặc biệt mùa này là mùa mưa. Đúng rồi, thì như cô cũng đã thấy rồi là cứ bây giờ buổi sáng thì nắng nhưng chiều tới là lại mưa giông. Đúng rồi. Đúng không ạ? Bạn đêm tôi nằm trong nhà nó lạnh như vậy mà tôi không biết em tôi nó phải chịu như thế nào. Tôi thật sự khổ tâm lắm chú ơi. Dạ. Một lúc tôi mất cả 2 người thân, tôi rất là khổ tâm. Thật sự đây là một cái nỗi đau quá lớn đối với cô. Nhưng mà tôi không biết bày tỏ với ai được. Vì tôi là người chị mà. Tôi phải cam chịu thôi chứ. Bây giờ tôi còn phải nuôi em trai tôi nó khờ nữa. Phải thuê nhà. Cô là làm công việc gì? Tôi đi bán hàng rong đó chú. Bán hàng rong hả? Cô bán ở đâu cô?
bán ở ngoài bên hông cái trường học đó. Tôi bán bắp xào vậy. À, bắp xào này kia ha. Dạ. Thu nhập có Một đỡ đỡ ngày không kiếm có cô? 100 ngàn là chú có khi không được nữa. Một ngày 100 ngàn, cô là lao động chính trong nhà hay sao? Các con của cô kiếm tiền được chưa? Kiếm tiền được, nhưng mà chú cũng biết rồi, bắt đầu bệnh dịch tới bây giờ kinh tế nó khó khăn. Dạ, Các em nó khó làm khăn nó, chung ha. dạ em nó làm này, đứa một tay một chân phụ với mẹ để lo tiền nhà, tiền điện nước, Chứ bây giờ một mình cô sao chịu nổi được không? rồi tiền thuốc của tôi nữa. Các con của cô có nghề nghiệp ổn định chưa? Dạ không, nó chỉ Không. làm thuê cho người ta thôi chú. Làm thuê thôi ha. Dạ. Vậy là bây giờ hiện tại thì còn mấy mẹ con nương nhờ, nương tựa với nhau. Dạ đúng rồi. Trong 3 tháng trời qua gia đình nhà mình đã đi tìm kiếm em gái của cô ở đâu ở Sài Gòn rồi? Tôi đi kiếm tại vì những lúc trước á, địa điểm của nó đi á, thì tôi đã kiếm nhiều lần rồi. Lần này tôi cũng ra, thứ nhất là cầu Thị Nghè, thứ hai nữa là Tao Đàn, rồi ở Bà Điểm, ở Dạ. Củ Chi, Dạ. thậm chí tôi qua tới Campuchia tôi kiếm Ồ. nữa. Tôi đi hết 11 tiếng đồng hồ bằng xe Honda đó chú. Tự cô đi vậy hả? Các Hay là em ai chở? ở sớm thấy tội nghiệp Chở tôi ha. chở đi giùm. Dạ. Tôi không thấy đường, thành ra tôi không tự đi xe được. Trời ơi, vậy là cứ đi tìm kiếm vậy. Dạ đúng rồi, ban ngày thì tôi đi kiếm, kiếm cho tới 3 4 giờ về thì tôi lại đẩy xe ra đi bán. Trời. Tới 11 12 giờ tôi mới vô. 11 12 giờ đêm. Rồi Dạ. sức nào cô chịu nổi? Nhưng mà vì cuộc sống chú, Cô thật sự thứ nhất là tôi bệnh nhiều rồi, tôi không có nhà cửa nữa, tôi phải cố gắng vậy mới duy trì được cái chỗ ở của mình. trên đấy thì cô thuê nhà một tháng bao tiền? Dạ 3 triệu chú. 3 triệu. Chưa tính điện nước ha. Dạ nói điện nước luôn 4 triệu. Nói chung ở Sài Gòn thì mọi thứ đều đắt đỏ, Dạ từ đúng nhà cửa cho tới đồ ăn. rồi. Dạ. Tất cả mọi thứ thì sẽ rất là đắt hơn so với các tỉnh thành khác. Dạ đúng rồi. Bởi vì đó là nơi trung tâm thành phố lắm. Dạ rồi thì thật sự đây là một câu chuyện rất là buồn. Thì trên cái video này, cô có điều gì muốn tâm sự với lại em của cô và tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Con mời cô. Cô nói đi. Qua cái video này xin tất cả các cô dì chú bác anh chị em trên cộng đồng mạng, nếu có thương tôi giúp đỡ cho tôi kiếm được đứa em út này, tôi muốn nó được có mất cũng về nhà mất, không phải giữa đường như vậy, tại vì tôi còn có một đứa em này thôi là niềm an ủi của tôi. Chồng tôi mất rồi, con tôi thì đi làm xa, bản thân tôi ở nhà với lại hai anh em đó với một đứa con gái út, thành ra tôi muốn tất cả mọi người giúp đỡ tôi, nếu mà thấy em tôi ở đâu xin gìn giữ nó lại cho tôi hay. Cô đọc số điện thoại của cô lên đi. 0902 119 433, tôi tên là Dung. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện rất nhiều đau thương. Phải nói là câu chuyện rất buồn. Thì nếu cô chú anh chị có thấy cô như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số điện thoại của cô Dung vừa đọc, hoặc là liên hệ với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải 0913 78 58 58 để đội hiệp sĩ Thanh Hải đưa cô sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Và bản thân em rất hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, khi mà cái video này của tất cả các anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đăng tải lên, rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ, để hy vọng một ngày gần nhất em của cô sẽ sớm quay trở về một cách an toàn nhất. Dạ đúng rồi. Bởi vì đây là một câu chuyện thật sự rất là buồn, cũng chính vì sự thương yêu nhau rất là lớn nên mới dẫn tới cái tình trạng của một người em mà khi mà chứng kiến một cái cảnh người chị sinh đôi, đúng không ạ? Dạ. Mất thì đó là một cú sốc rất là lớn. Thì tuổi đời 15
thì cô mới bị một cái cú sốc rất là lớn nên mới dẫn tới cái tình trạng mà bị như vậy. Thì hiện tại bây giờ cô em của cô là bây giờ là 53 ha, Dạ. 53 hay 55 cô ha, 53. 53 tuổi rồi, thì quá trình một cái thời gian là hơn nửa đời người rồi. Dạ đúng. Mà bây giờ thì cô Dung rất là lo lắng cho em mình, là không biết bên ngoài những 3 ngày tháng qua là em của mình có được ăn no không, có được gọi là tránh mưa tránh gió không, và Dạ đúng. thậm chí thì mùa này là mùa mưa là rất là lạnh lẽo, và sợ rằng em nhà mình sẽ gặp những cái điều bất ổn bên ngoài. Dạ đúng. Bản thân cô Dung thì cầu trời khấn Phật là rất mong rằng là em của cô một ngày gần nhất sẽ quay trở về Dạ. một cách an toàn ha, để chị em được đoàn tụ. Dạ rồi, thì cuối video này con không biết nói gì hơn, thật sự câu chuyện của cô rất là xúc động. Không riêng bản thân con xúc động mà tất cả mọi người trên cộng đồng mạng rất là xúc động khi mà nghe, lắng nghe và xem câu chuyện này. Dạ. Thì con chúc cô và các con của cô, đại gia đình nhà mình cô ha, nhiều Dạ. sức khỏe, và đặc biệt sớm nhất tin vui là em của cô sẽ quay trở về một ngày gần nhất và an toàn nhất cô nha. Dạ. Cô có đồng ý là tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội không cô? Dạ tôi đồng ý và tôi cũng trước là xin cảm ơn mấy chú ở đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Dạ. Dạ xin cảm ơn tất cả cộng đồng mạng Dạ. hãy giúp đỡ tôi Dạ. trong lúc tôi còn sống như vậy Dạ. để tôi có cơ hội lo cho em tôi. Dạ. Thật sự rất là thương cô vô cùng, bởi vì cô năm nay tuổi đời cũng đã 58 tuổi rồi mà còn rất nhiều nỗi đau, Dạ đúng rồi, và tôi đã còn mất phải chồng rồi, tôi không muốn mất nữa chú ơi. gọi là phải bận rộn ngoài đời ngoài đường để bán từng món đồ để kiếm từng đồng tiền về mưu sinh, cũng như là lo cho các con cũng như là nuôi em ha. Dạ Dạ. dạ cô nhớ giữ gìn sức khỏe cô nha, con xin phép chào cô nha. Dạ cảm ơn chú ạ. Rồi em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.